Một vụ án chết người hiện chưa rõ nguyên nhân vừa xảy ra vào sáng nay tại khu vực sân bóng gần Nghĩa Trang, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khói Châu. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 31 tháng 7, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể chết tại sân bóng gần Nghĩa Trang của thôn Lôi Cầu thuộc địa bàn xã Việt Hòa. Trên tay nạn nhân có cầm xi lanh và một chiếc xe máy dựng ngay cạnh đó. Qua xác minh, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1986 ở thôn Yên Khê, xã Việt Hòa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.